Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế buổi tối được phát sóng hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với phần điểm tin chính. Nga kiểm soát thành công ngôi làng Nevensky, bao vây 3.000 lính Ukraine. Ông Putin tố lính đánh thuê nước ngoài tham gia đột kích vùng biên Nga. Tổng thống Putin cảnh báo Nga đã sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân. EU bơm thêm 5 tỷ euro vào Quỹ Hòa bình châu Âu để hỗ trợ cho Ukraine. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những diễn biến nóng cập nhật về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát Nevensky ở phía Tây Donetsk, đạt được thành công về mặt chiến thuật. Ý nghĩa của việc chiếm được ngôi làng này là vô cùng lớn đối với lực lượng Moscow. Kênh Zeroman đưa tin, việc Nga kiểm soát thành công Nevensky đồng nghĩa với việc khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine đang chấn giữ mặt trận gần Pervomaisky sẽ rơi vào thế bị bao vây trong gọng kìm dọc theo tuyến quy ước Nevensky, Pesky, Vodianoi. Xét một cách tổng thể, có thể thấy rằng chiến dịch tấn công Donetsk đang phát triển theo đúng kế hoạch của Moscow. Theo đó, trong 6 tháng chiến đấu, Ukraine đã tổn thất khoảng 70.000 binh sĩ ở mặt trận này và Nga đang tiếp tục tận dụng lợi thế để mở một cuộc tấn công lớn có tính quyết định vào phòng tuyến Kurakhovo, Pokrovskoye. Trong ngày 14 tháng 3, lực lượng Moscow đã chiếm giữ các khu rừng dọc theo tuyến Severnoye, Pervomaiskoye và Nevaskoye. Trong thời gian tới, rất có thể Pervomaiskoye sẽ sụp đổ, tiếp đến là Krasnogorovka và sau đó là chuỗi cứ điểm Novomikhailovka, Parakovievka và Konstantinovka. Dự kiến ngay sau khi đánh bại lực lượng Kiev gần Donetsk, cuộc tấn công lớn của Moscow ở Zaporizhia sẽ bắt đầu theo ba hướng. Công tác chuẩn bị, trước hết là các trận đánh cục bộ để giành những vị trí thuận lợi hơn cho cuộc tấn công, đã và đang được Nga tiến hành. Nhìn chung, sự suy yếu, thậm chí là thất bại của Ukraine tại Donetsk sẽ có tầm quan trọng tương đương với trận vòng cung Kursk. Chuyên gia quốc phòng Thụy Điển Mikael Vantersen nhận định, theo Bộ Quốc phòng Nga, khu định cư Nevensky đã được kiểm soát. Dù chưa có bằng chứng hình ảnh nào, nhưng rõ ràng họ không đưa ra những tuyên bố này một cách nhẹ nhàng. Bộ Quốc phòng Nga thường đợi cho tới khi họ chắc chắn 200% về sự thật mới công bố. Điều đó cũng có nghĩa là Nga đã chặt đứt kết nối liền mạch trong tuyến phòng thủ Ukraine giữa Krasnogorivka và Pervomaiske. Kết hợp với những bước tiến liên tục ở phía tây Marinka và tây nam từ Tonenke, Nga có thể đánh sập toàn bộ phần tiền tuyến trong khu vực. Điều này sẽ buộc lực lượng Kiev phải rút lui khỏi các công sự vững chắc ở tiền tiêu về tuyến phòng thủ chính thứ hai, dọc theo các cao điểm về phía tây sông Vovcha, từ Kurakhov ở phía nam qua Kalivka tới Vovcha ở phía bắc. Trong thông báo trên Telegram ngày 13 tháng 3, Thượng tướng Oleksandr Syrsky dường như muốn nhắc đến các điểm nóng giao tranh ở phía tây Avdiivka thuộc khu vực Donetsk, đồng thời cho biết có một mối đe dọa về việc các đơn vị của đối phương sẽ tiến sâu vào các đội hình chiến đấu của Ukraine. Trong những tháng gần đây, Nga đã gây sức ép lên các tuyến phòng thủ của Ukraine tại một số điểm dọc tiền tuyến. Trong khi đó, Kiev phải đối mặt với tình trạng khan hiếm đạn dược và gói hỗ trợ dài hạn từ đối tác lớn nhất là Mỹ vẫn bế tắc. Giao tranh dữ dội trong nhiều tuần qua đã diễn ra quanh khu trung tâm đường sắt quan trọng Kupiansk ở khu vực Kharkov của Ukraine, đi xuống tiền tuyến phía tây của các thành phố do Nga kiểm soát, gồm Kremina và Lysychansk. Giao tranh cũng tiếp diễn dọc các chiến tuyến ở phía nam. Ông Syrsky cho biết, Moscow đang dồn lực vào một số khu vực ở phía đông, trong đó có Donetsk. Nga đã sáp nhập Donetsk cùng với Lugansk, Kherson và Zaporizhia, nhưng chưa hoàn toàn kiểm soát các vùng lãnh thổ này. Không dừng lại ở đó, Nga cũng đang tập trung vào khu vực Tonenke và Berdychi ở Donetsk, nằm ở ngay phía tây và tây bắc Avdiivka. Các lực lượng của Ukraine đã rút khỏi Avdiivka sau các cuộc giao tranh kéo dài vào giữa tháng 2. Tổng tư lệnh Ukraine trước đó cho biết, nước này đã đẩy lùi 26 cuộc tấn công của Nga quanh Berdychi, Tonenke, Olivka và Pervomaiske. Moscow ưu tiên tấn công vào Tani ở phía tây Kremina và Ivaniske gần Bakhmut, thành phố Nga kiểm soát được vào tháng 5 năm 2023. Trong một thông báo riêng vào ngày 13 tháng 3, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng của nước này đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công quanh Ivaniske và các làng xung quanh. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 3 thông báo họ đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine quanh Tani. Ông Syrsky cho biết Điện Kremlin đang dồn lực quanh các khu vực Verbovets và Robotino thuộc Zaporizhia. Ukraine tuyên bố vào mùa hè 2023 rằng nước này đã giành được Robotino từ Nga.
Tổng tư lệnh Syrsky cũng cho biết Kiev đã đưa ra tất cả quyết định cần thiết về các nơi bố trí lực lượng tăng cường dọc tiền tuyến, trong đó có quân đội, đạn dược và thiết bị tác chiến điện tử. Theo ông Syrsky, có lẽ do mức độ tổn thất cao, hoạt động của đối phương tại những khu vực khác trên tiền tuyến đã giảm đáng kể. Liên quan đến thông tin những phần tử chống đối, đột kích hai vùng biên giới Belgorod và Kursk của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những bình luận chính thức về vấn đề này. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn mới với hãng thông tấn Nga Russia One và RIA Novosti, ông Putin nhấn mạnh, các thế lực thù địch đã cố gắng tấn công dọc biên giới Nga, chủ yếu thông qua các nhóm do thám và phá hoại. Báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu nêu rõ, có tới 300 tên, bao gồm cả lính đánh thuê nước ngoài tham gia vào kế hoạch này. Trước đó, các tay súng thuộc 3 nhóm chống Moscow tự xưng là Quân đoàn Tự do Nga, Quân đoàn Tình nguyện Nga và Tiểu đoàn Siberia chiến đấu cho Ukraine tuyên bố đã tiến vào các khu vực biên giới của xứ sở Bạch Dương. Một đoạn video cho thấy sự hiện diện của họ trên lãnh thổ Nga cùng tiếng súng nổ đã được đăng tải trên nhiều kênh Telegram khác nhau. Lãnh đạo Điện Kremlin cáo buộc đây là một âm mưu phá hoại cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra tại Nga từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, cũng như tạo quân bài thương lượng để trao đổi lãnh thổ trong các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Moscow và Kiev. Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh một cách độc lập thông tin trên. Trong một diễn biến khác, cùng ngày, hãng thông tấn RT dẫn lời đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov, đã lên tiếng cáo buộc một số quan chức cấp cao của Mỹ gần đây đã cho rằng Washington nên hỗ trợ Kiev tấn công sâu hơn vào khu vực bán đảo Crimea. Ông Antonov cho biết, nói cách khác, sự can thiệp trực tiếp của Mỹ trong cuộc xung đột đã chính thức được ghi nhận. Sự can dự trực tiếp của các quốc gia phương Tây ủng hộ cho Ukraine trong cuộc xung đột là một diễn biến nguy hiểm, gây ra những hậu quả khó lường nhất không chỉ với an ninh nước Mỹ, mà an ninh của cả thế giới. Theo tờ The Telegraph, khi được hỏi liệu Nga đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân hay chưa, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với đài truyền hình Russia 1 RIA rằng từ quan điểm kỹ thuật quân sự, tất nhiên chúng tôi đã sẵn sàng. Theo ông Putin, Mỹ hiểu rằng nếu triển khai lính Mỹ trên lãnh thổ Nga hoặc tới Ukraine, thì Nga sẽ coi hành động này là sự can thiệp. Ông phát biểu, ở Mỹ có đủ chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ Nga-Mỹ và trong lĩnh vực kiềm chế chiến lược. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng ở đây mọi người đang gấp rút cho cuộc đối đầu hạt nhân, nhưng chúng ta đã sẵn sàng cho việc này. Cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong mối quan hệ của Nga với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Tổng thống Putin đã nhiều lần cảnh báo rằng phương Tây có nguy cơ kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu gửi binh lính tới Ukraine để chiến đấu. Là người ra quyết định cuối cùng ở Nga về vũ khí hạt nhân, Tổng thống Putin nhắc lại rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã được nêu rõ trong học thuyết hạt nhân của Điện Kremlin. Đây là chính sách của Nga, đặt ra các trường hợp mà Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Putin tuyên bố, vũ khí tồn tại là để sử dụng, chúng ta có nguyên tắc riêng. Cho đến nay, Nga và Mỹ là những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, kiểm soát hơn 90% vũ khí hạt nhân của thế giới. Ông Putin cho biết thêm trong cuộc phỏng vấn rằng, nếu Mỹ tiến hành các vụ thử hạt nhân, Nga cũng có thể làm điều tương tự. Theo kênh CNN, hồi năm 2022, chính quyền Mỹ đặc biệt lo ngại rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine. Tình báo Mỹ đã nhận thông tin rằng các quan chức Nga đã thảo luận rõ ràng về vấn đề tấn công hạt nhân. Tuy nhiên, ông Putin cho biết Nga chưa bao giờ thấy cần phải sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Tại sao chúng tôi cần sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt? Chưa bao giờ cần. Cũng trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước của Nga, ông Putin cho biết thêm rằng bộ ba hạt nhân của Nga hiện đại hơn bất kỳ bộ ba nào khác. Và chỉ có chúng tôi và Mỹ mới thực sự có những bộ ba như vậy. Chúng tôi đã tiến bộ nhiều hơn. Bộ ba nói trên được định nghĩa cơ bản là cơ chế ba mũi nhọn để triển khai vũ khí hạt nhân từ đất liền, trên biển và trên không. Về phía Nga, bộ ba hạt nhân của nước này bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược. Trong khi đó, hệ thống răn đe của Mỹ gồm tên lửa đạn đạo phóng từ đất liền, bom hạt nhân từ máy bay ném bom chiến lược và tên lửa hạt nhân trên tàu ngầm. Nga được cho là sở hữu hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân, kho dự trữ lớn nhất thế giới. Trong khi đó, theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, tính đến năm 2023, Mỹ hiện có khoảng 3.700 đầu đạn thuộc loại này. CBS News đưa tin, phương Tây đã cáo buộc Nga có những lời lẽ liều lĩnh về hạt nhân kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cũng trong bài phỏng vấn được công bố hôm 13 tháng 3, ông Putin còn nói rằng việc các nước phương Tây gửi quân và vũ khí tới Ukraine cũng sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường.
Bình luận trên được cho là nhắm vào bài phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng trước, nói rằng ông không loại trừ khả năng đưa quân lính đến Ukraine. Trong một nỗ lực tạm thời để đảm bảo đồng minh không thiếu hụt đạn dược, Mỹ mới đây thông báo sẽ trích một khoản tiết kiệm từ các hợp đồng mua bán vũ khí khác để gửi gói viện trợ trị giá 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Còn về vấn đề đàm phán, ông Putin cho biết, Nga đã sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine, nhưng các cuộc đàm phán này phải dựa trên thực tế. Theo hãng tin Reuters, tháng trước, ông Putin đã đề xuất ngừng bắn ở Ukraine nhằm đóng băng cuộc chiến này, nhưng Mỹ đã bác bỏ sau khi có liên hệ giữa các bên trung gian. Cuộc phỏng vấn của ông Putin với truyền hình Russia 1 RIA diễn ra khi chỉ còn vài ngày là Nga tổ chức cuộc bầu cử tổng thống. Theo mô hình dự báo bầu cử được Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga thực hiện, ông Putin có thể nhận được hơn 80% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử này. Báo cáo của trung tâm trên nêu rõ, ước tính tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới là 71%. Ông Vladimir Putin có thể nhận được 82% số phiếu bầu. Trong khi đó, về phía NATO, tại Diễn đàn Chiến lược và Quốc phòng Paris ngày 13 tháng 3, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đã kêu gọi các đồng minh của Ukraine ngừng vạch lằn ranh đỏ về những gì họ sẵn sàng làm để hỗ trợ Kiev. Trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng không có kế hoạch nào cho lực lượng chiến đấu của NATO trên bộ ở Ukraine, Tổng thống Nauseda cho biết ông nghĩ rằng ít nhất phương án này nên được đưa ra để các nhà lãnh đạo xem xét. Ông Nauseda cho hay, tôi hoan nghênh ý tưởng cử phái đoàn đến lãnh thổ Ukraine và tôi vẫn tin rằng chúng ta nên thảo luận về ý tưởng này. Tất nhiên, điều tốt nhất là chúng ta nhất trí về sự cần thiết của việc này và đánh giá thật kỹ thông tin tình báo cũng như các thông tin khác mà chúng ta có. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định tình hình ở Ukraine đang trở nên nguy hiểm và những rủi ro đang ngày càng gia tăng. Do những hành động khiêu khích thiếu cân nhắc của một hoặc hai thành viên EU hay NATO, cuộc khủng hoảng ở Ukraine hoàn toàn có thể vượt ngoài biên giới địa lý của nước này, dẫn đến một quy mô hoàn toàn khác và phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát. Người phát ngôn Zakharova cho biết, Moscow tin rằng phương Tây hiện đang đi bên rìa vực thẳm và cũng đẩy thế giới tới bên rìa này do những hành động liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Bà Zakharova nói, vì vậy câu hỏi hiện nay là làm thế nào để tránh rủi ro leo thang xa hơn. Chúng ngày càng trở nên rõ ràng và gây sợ hãi cho tất cả những người có thể cảm nhận được. Đồng thời, bà cũng khuyên phương Tây từ bỏ ý định đánh bại Nga về mặt chiến lược và dừng hỗ trợ tiền cũng như vũ khí cho Ukraine. Liên minh châu Âu-EU tối ngày 13 tháng 3 theo giờ địa phương đã thông qua quyết định từ nay đến cuối năm sẽ bơm thêm 5 tỷ euro vào Quỹ Hòa bình châu Âu để tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Quyết định bơm thêm 5 tỷ euro vào Quỹ Hòa bình châu Âu APF trong năm 2024 chỉ được đại sứ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU thông qua vào tối muộn ngày 13 tháng 3 theo giờ địa phương sau nhiều tháng bất động. Thông qua mạng xã hội X, nước đang nắm giữ chức chủ tịch luân phiên EU là Bỉ. Nhấn mạnh quyết định trên thể hiện quyết tâm của khối trong việc duy trì hỗ trợ cho Ukraine trong bối cảnh Kiev đang cần được bổ sung gấp vũ khí và đạn dược. Quỹ Hòa bình châu Âu là một công cụ tài chính nằm ngoài ngân sách EU, hoạt động từ tháng 7 năm 2021 với mục đích tài trợ cho các hoạt động ý nghĩa quân sự như cung cấp thiết bị và đào tạo quân đội của các nước đối tác EU, cũng như chi phí chung cho các nhiệm vụ và hoạt động quân sự của EU ở nước ngoài. Sau khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra, Quỹ Hòa bình châu Âu được cho là đã tiêu hết trong năm 2022 số tiền 6,1 tỷ euro cho chiến sự tại Ukraine mà lẽ ra sẽ phải được sử dụng tới năm 2027. Năm 2023, Quỹ Hòa bình châu Âu bắt đầu cạn kiệt nguồn lực khi không vận động được nguồn cung bổ sung do các nước thành viên EU chủ trương hỗ trợ song phương cho Ukraine hơn là quyên góp tập thể. Cơ chế này cũng từng bị tê liệt trong nhiều tháng sau khi Hungary phủ quyết các gói hỗ trợ để trả đũa việc Ukraine xếp ngân hàng OTP của Hungary vào danh sách các tổ chức tài trợ quốc tế cho chiến tranh. Nội bộ EU vẫn đang tranh cãi về cách sử dụng hiệu quả Quỹ Hòa bình châu Âu, khi Đức cho rằng các khoản tài trợ song phương giữa Đức và các nước đối tác sẽ được khấu trừ khỏi khoản đóng góp dự kiến của nước này, trong khi Pháp, Hy Lạp và Cộng hòa Sip ủng hộ đề xuất của Quỹ Hòa bình châu Âu phải được sử dụng riêng cho việc mua vũ khí và đạn dược được sản xuất tại EU. Hãng tin Reuters đưa tin, một quan chức cấp cao của Cộng hòa Séc hôm 13 tháng 3 cho biết, lô đạn pháo đầu tiên theo kế hoạch do Séc dẫn đầu nhằm tăng cường nguồn cung bằng cách mua từ bên ngoài châu Âu sẽ đến Ukraine muộn nhất là vào tháng 6 tới. Cố vấn an ninh quốc gia Tomáš Boža nói, những đợt giao hàng đầu tiên từ sáng kiến đạn dược của Séc dự kiến có thể được diễn ra ở Ukraine muộn nhất là vào tháng 6. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức của chúng tôi để nhận thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!